Dâu tằm là loại cây đã được nhân dân ta nuôi trồng từ rất lâu đời với mục đích chính là nuôi tằm dệt lụa. Ở miền Bắc, dâu tằm được trồng nhiều ở khu vực bãi bồi ven sông Hồng, sông Đáy, sông Thái Bình. Đây cũng là loại cây lâu năm, dễ trồng, đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dân. Theo dân gian thì cây dâu có tác dụng kỵ tà. Trong nhà dân, bà con thường trồng một vài cây vừa làm hàng rào vừa để xua tan tà khí. Ở những khu vực người dân trồng nhiều cây dâu tằm, rất nhiều bài thuốc dân gian từ những bộ phận của cây đã được người dân sử dụng và kiểm nghiệm tính hiệu quả. Một trong những bộ phận cây dâu tằm khá quen thuộc với các gia đình chính là quả dâu. Hàng năm, cứ vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm dâu tằm chín. Vì vụ dâu chín khá ngắn nên mọi người thường dùng quả dâu ngâm nước, ngâm rượu dùng dần trong năm. Theo Viện Dược liệu Bộ Y tế, trong quả dâu chứa nước, đường, protein, acid và vitamin C, các caroten. Nước ngâm dâu có nhiều tác dụng như giải khát, chữa táo bón, kích thích ăn ngon, ngủ tốt, tăng cường sức khỏe, giúp da dẻ hồng hào, máu huyết lưu thông, kinh nguyệt đều đặn. Uống đều đặn nước dâu cũng giúp chữa chứng nhức mỏi cơ khớp. Tuy nhiên, lợi ích đặc biệt của cây dâu tằm đối với sức khỏe không chỉ đến từ quả dâu mà gần như tất cả các bộ phận của cây đều là những dược liệu được sử dụng trong nhiều bài thuốc hay của y học dân tộc. Chính bởi thế nên dâu tằm còn được nhiều người ví von là tiên dược đối với sức khỏe. Cây dâu là một vị thuốc rất là quý đối với y học dân tộc. Nó gắn liền với cả cái tri thức bản địa cũng như văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Hiện nay thì đối với văn hóa chữa bệnh của người Việt thì cây dâu tằm được đánh giá là vị thuốc rất quý. Nó có thể chữa rất nhiều bệnh và sử dụng được một cách rất đa dạng. Bộ phận nào trên cây dâu cũng có thể làm thuốc một cách rất hiệu quả. Trong quá trình trồng dâu nuôi tằm, các vị thầy thuốc lương y xưa đã phát hiện ra từ cây dâu rất nhiều vị thuốc quý để chữa bệnh. Việc chọn nguyên liệu làm thuốc cũng cần sự tỉ mỉ và cẩn thận. Như lá cây dâu khi hái phải là lá bánh tẻ, thu hái vào giữa tháng 10, tháng 11 sau sương. Hay khi chọn cành dâu phải chọn cành non có đường kính từ 0,5cm đến 1,5cm. Bỏ hết lá, chặt ngắn khoảng 1cm rồi thái mỏng, phơi khô. Vỏ rễ cây dâu phải chọn rễ ngầm dưới đất, rửa sạch, cạo hết lớp vỏ ngoài để lấy phần trong màu trắng ngà, phơi hoặc sấy khô. Mặt ngoài màu trắng nhạt hơi nhăn, có khi sơ lên thành sợi, mặt trong màu trắng vàng. Một điều đặc biệt từ các bài thuốc trên cây dâu là những loại tầm gửi, nấm, ký sinh hay bọ ngựa trên cây dâu đều có công dụng làm thuốc. Lá dâu tên gọi là tang diệp, thì đây là một vị thuốc rất quý. Đối với tác dụng y học cổ truyền thì hiện nay lá dâu có tác dụng là sơ phong thanh nhiệt, thế rồi lương huyết, thế rồi mát gan, sáng mắt. Thế vì nó có tác dụng là sơ can thanh nhiệt lương huyết, trên là nó có tác dụng tiêu viêm, thì thường chúng ta áp dụng với những cái thể trạng sốt do phong nhiệt, thế rồi các thể trạng viêm nhiễm, ho, rồi chảy máu cam, rồi viêm kết mạc mắt, rồi đau mắt, rồi các chứng viêm mà xảy ra. Đây là cành dâu, tên là tang chi, vị thuốc. Thì đối với cành dâu thì mọi người biết rồi, đây là cái vị thuốc mà theo cái tri thức bản địa và cái văn hóa cổ xưa, nó đây là vị thuốc có thể trừ tà. Thì khi mà người ta muốn trừ một cái tà khí nào đó trong nhà, người ta có thể đốt cái cành dâu này lên, hoặc dựng cái cành dâu ở góc nhà, hoặc có thể xô cái cành dâu này, nó có một cái lỗ ở giữa xâu chỉ qua, đeo cho trẻ em, đeo cho người nào mà cần muốn trừ tà ma, trừ cái tà khí của cơ thể vào, xâm nhập vào cơ thể. Thế thì trẻ em mà thì có, nó có một cái điều rất là hay mà rất nhiều trường hợp mà nó rất là ngẫu nhiên, là khi trẻ em mà có một cái là khi khóc dạ đề ấy, thế thì dùng bất biện pháp nào đi chăng nữa thì cũng không để cho trẻ em nín được, thì người ta đã dùng cái vị thuốc này để coi như là sâu thành chỉ đeo vào cổ cho trẻ. Thế và có thể là người ta đốt một chút ở góc nhà thì trẻ em tự nhiên lại hết quấy khóc. Và đấy là chính là cái tri thức bản địa của dân tộc. Thế còn tiếp theo nữa, nó là một vị thuốc rất quý để trừ phong tê thấp. Thế đối với các bài thuốc đơn giản nhất là có thể dùng cành dâu này, thế rồi cỏ xước này, lá lốt này, thổ phục linh, những cái vị thuốc đơn giản nhất để có thể là
chữa cái đau nhức mỏi toàn cơ thể. Đồng thời cái cành dâu này nó còn có một cái tác dụng nữa là nó phối hợp với cả với quế chi, cành quế để có thể chữa các cái nhức mỏi cái phần bên trên vai gáy của cơ thể rất là hiệu quả. Với cành dâu này có thể phối hợp với cả cành đào, cành liễu thì trở thành một cái loại nước tắm cực kỳ tuyệt vời đối với trẻ em để có thể thanh nhiệt, chữa tất cả các loại mẩn ngứa ngoài da. Đây là cái tầm gửi trên cây dâu, còn gọi là tang ký sinh. Đây là một vị thuốc cũng rất hay để chuyên chữa về phong tê thấp, nhức mỏi, đau nhức. Và vừa ngoài ra nó còn có các tác dụng là bổ ích can thận. Đây là về một vị thuốc có tên là tang bạch bì, là rễ của cây dâu. Thì đây là một vị thuốc số 1 cho các loại ho, hen và các cái vừa các tác dụng vừa thanh phế, chỉ khái giảm ho và chữa các bệnh về ho, hen và bệnh ngoài da rất hiệu quả. Đây là một vị thuốc có tên là tang phiêu tiêu, tổ của con bọ ngựa, ở trên cây dâu. Đây có cái là một vị thuốc cũng cực kỳ quý, mà có thời điểm nó cực kỳ đắt, bởi vì trên cây dâu thì nó rất hiếm, nên có thời điểm nó đến tới vài triệu một ký, nên cực kỳ đắt. Nên là cái vị thuốc này cũng là một vị thuốc mà rất quý, để nó có tác dụng là bổ thận, ích tinh và nó chữa những cái trường hợp ví dụ như liệt dương, xuất tinh sớm rất hiệu quả, và đái dầm, di tinh, di liệu rất hiệu quả. Đây là quả dâu hay gọi là tang thầm quả dâu. Thì quả dâu này thì có, các bạn biết rồi, thì rất nhiều tác dụng. Nhà nào cũng có một cái hũ để ngâm nước dâu uống sinh tố hàng ngày, để nó vừa bổ huyết, nó vừa mát huyết, thế rồi nó vừa chữa tiểu đường và rất nhiều các bệnh liên quan đến miễn dịch chuyển hóa, kể cả lao hoạch. Hiện nay nó có thể áp dụng để chữa rất hiệu quả. Còn đây là một cái vị thuốc mà gọi là bạch cương tàm, là con tầm ngài mà chết tự nhiên. Thế thì đây là một vị thuốc mà nó trấn kinh an thần, bình can tức phong, mà chữa các bệnh về thần kinh, động kinh rất hiệu quả. Và nó còn vào vị thuốc nữa, nếu chiết xuất tốt, nó là vị thuốc làm đẹp cho chị em. Có thể xay ra, thế rồi chế biến nó một chút nữa, có thể đắp mặt, nó có thể làm sáng da, trắng da, và chị em là nhuận sắc. Và một bài thuốc có thể phối hợp với thêm một vài vị nữa như hoa đào, rồi một số các loại tên bạch nữa, gọi thất bạch, mà đây là một loại bạch. Thế thì gọi là thất bạch. Thế thì xuyên quy lệ hoa trở thành bài thuốc rất hiệu quả cho chị em để đắp mặt, để tăng sắc đẹp. Với ngành thuốc nam, cây dâu tằm được xem là cây thuốc vô cùng quan trọng. Người dân cũng có thể sử dụng tại nhà với mục đích phòng và điều trị bệnh. Việc tìm hiểu và sử dụng những bài thuốc từ cây dược liệu có sẵn ngay trong cuộc sống của chúng ta để thực hiện đúng phương châm thầy tại chỗ, thuốc vườn nhà, không những tiết kiệm được chi phí điều trị bệnh, an toàn trong quá trình sử dụng, tránh được những ảnh hưởng phụ của thuốc như một số loại tây dược, mà còn làm giảm áp lực điều trị bệnh trên các tuyến trên.